bạn có bao giờ hình dung hình ảnh của mình sẽ trông như thế nào trong một chiếc kính dạng hoa khổng lồ? Tại sao ta nhìn thấy được thế giới đa sắc xung quanh ta? Màu sắc là đặc trưng của nhận thức thị giác được mô tả thông qua các loại màu, với các tên như đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh dương hoặc tím. Nhận thức về màu sắc này xuất phát từ sự kích thích của các tế bào cảm quan hình nón trong mắt người bằng bức xạ điện từ. Khi ánh sáng chiếu vào một vật, nó có thể bị vật phản xạ hấp thụ hoặc cho đi qua. Nếu vật phản xạ hoàn toàn, ta sẽ có màu trắng. Nếu vật hấp thụ tất cả, ta sẽ có màu đen. Phần lớn các vật thể có màu sắc là do vật cấu tạo từ những vật liệu xác định và vật hấp thụ một số bước sóng ánh sáng và phản xạ, tán xạ những bước sóng khác. Khi bức xạ trong phần quang phổ nhìn thấy được này chiếu vào mắt, não sẽ cảm nhận được ánh sáng và màu sắc đó.